Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Tử Vi. Hôm nay mình sẽ nói về tuổi hôn nhân, tuổi vợ chồng. Tuổi nữ sinh năm 2001 Tân Tỵ, mệnh là Bạch Nạp Kim, phi cung bát trạch của năm sinh nữ là cung Thất Đoài. Nữ sẽ hợp với các hướng nhà sau này: hướng đông bắc này, hướng tây bắc này, hướng tây và hướng tây nam này. Màu hợp ngũ hành để cho các bạn mua màu sơn xe này, màu sơn nhà này, màu quần áo này, màu đồ trang sức vận phong thủy là màu vàng và màu trắng. Đấy là màu hợp với các bạn nhất để kích hoạt ngũ hành. Sau đây mình sẽ chia sẻ về tuổi nữ 2001 Tân Tỵ. Cái hôm ấy tuổi nam sau thế sinh ly tử biệt này, gia đình ly tán này, làm ăn phá sản thất bại này, con cái ốm đau này, gia đình đụng đụng và nhiều yếu tố khác nữa. Nữ sinh năm 2001 Tân Tỵ, cái hôm ấy tuổi nam sinh năm 2000 Canh Thìn, chắc về thiên can tân với canh không xung không phá này. Ngũ hành của nam sinh này, kim với kim bình hòa này. Địa chi của nam sinh này, tỵ với thìn không xung không phá này. Phi cung bát trạch của nam sinh là cung ngũ quỷ đây. Phi cung bát tự nữ tài của nam sinh là cung sinh khí này. Hai tuổi này đến với nhau dễ, gia đình ly tán này, làm ăn phá sản này, con cái ốm đau này, gia đạo hôn nhân bất hòa này, đầu tư kinh tế này thất bại này, công việc thì gặp nhiều trở ngại khó khăn này. Nói chung là khá là kém. Nữ sinh năm 2001 Tân Tỵ, cái hôm ấy tuổi nam sinh năm 2000 Canh Thìn, xấu. Nữ sinh năm 2001 Tân Tỵ, cái hôm ấy tuổi nam sinh năm 1999 Kỷ Mão, xét về thiên can này, tân ly kỵ không xung không phá này. Ngũ hành của nam sinh này, thổ sinh kim này, ngũ hành tương sinh này, chồng sinh vợ này. Địa chi của nam sinh này, tỵ với mão không xung không phá này. Phi cung bát trạch của nam sinh là cung tuyệt thể đi. Phi cung bát tự nữ tài của nam sinh là cung phụ vị đi. Hai tuổi này đến với nhau thì làm ăn dễ thất bại này, khó khăn này, đa đạo thì đục đục bất hòa này. Nói chung là không đến lúc đến không có đến nỗi quá nguy hiểm nhiều, nhưng mà cuộc sống có nhiều khó khăn và trở ngại, nói chung là cũng khá kém. Nữ sinh năm 2001 Tân Tỵ, cái hôm ấy tuổi nam sinh năm 1999 Kỷ Mão, xấu. Nữ sinh năm 2001 Tân Tỵ, cái hôm ấy tuổi nam sinh năm 1997 Đinh Sửu. Xét về thiên can này, tân mi đinh phá nhau này, thiên can phá này. Ngũ hành của nam sinh này, kim sinh thủy đây. Ngũ hành tương sinh này, vợ sinh chồng này. Địa chi của nam sinh này, tỵ dậu sửu được tam hợp địa chi tuổi này. Địa chi của nam sinh được tam hợp tuổi đây. Phi cung bát trạch của nam sinh là cung tuyệt mệnh này. Phi cung bát tự nữ tài của nam sinh là cung thiên y này. Hai tuổi này đến với nhau cũng đại hung nhá. Đến với nhau dễ sinh ly tử biệt này, gia đình ly tán này, làm ăn phá sản này, con cái ốm đau này, gia đạo bất hòa này, và nhiều khó khăn trong cuộc sống này, công việc thì gặp trở ngại này, kinh tế thì đầu tư thì thất bại này, tán ra nhiều này. Tại vì nó dính bên tuyển mệnh, bất cứ là bên bát trạch hay là bên bát tự nữ tài, dính tuyển mệnh hay ngũ quỷ đều xấu cả nhá. Tại mặc dù các cụ các câu giao là sinh y chế ngũ quỷ, thiên y chế tuyển mệnh, mặc dù bên bát tự nữ tài được thiên y nhưng mà tỷ lệ hung họa của nó vẫn rất là cao, nên là các bạn nên tránh ra. Nữ sinh năm 2001 Tân Tỵ, cái hôm ấy tuổi nam sinh năm 1997 Đinh Sửu, xấu. Nữ sinh năm 2001 Tân Tỵ, cái hôm ấy tuổi nữ nam sinh năm 1996 Bính Tý này. Xét về thiên can này, tân ấy bính là thiên can hợp này. Ngũ hành của nam sinh này, kim sinh thủy đây. Ngũ hành tương sinh này, vợ sinh chồng này. Địa chi của nam sinh này, tỵ với tý là không xung không phá này. Phi cung bát trạch của nam sinh là cung du hồn này. Phi cung bát tự nữ tài của nam sinh là cung ngũ quỷ đây. Hai tuổi này đến với nhau cũng dễ gia đình ly tán này, làm ăn phá sản thất bại này, con cái ốm đau này, gia đạo thì bất hòa này, và nhiều xích mích này, đầu tư công việc thì gặp trở ngại này, công việc thì khó khăn này, rất nhiều yếu tố khác nữa, nên là xấu nhá. Nữ sinh năm 2001 Tân Tỵ, cái hôm ấy tuổi nam sinh năm 1996 Bính Tý, xấu. Nữ sinh năm 2001 Tân Tỵ, cái hôm ấy tuổi nam sinh năm 1994 Giáp Tuất. Xét về thiên can này, tân ni giáp không xung không phá này. Ngũ hành của nam sinh này, hỏa khắc kim này,
chồng khắc vợ này, ngũ hành khắc này, địa chi của năm sinh này, tỵ vi tuất không xung không phá này, phi công bát tự nữ tài của năm sinh là cung sinh khí này, phi công bát tự nữ tài của năm sinh là cung tuyệt mệnh này. Hai tuổi này cũng đại đại hung, đến bây giờ cũng dễ gia đình ly tán này, sinh ly tiểu biện này, làm ăn phá sản này, con cái ốm đau này, gia đạo bất hòa này, đầu tư kinh tế thì thất bại này, công việc thì gặp nhiều khó khăn trở ngại này, khá là mệt mỏi. Nữ sinh năm 2001 tân tỵ, cái hôm ấy tuổi nam sinh năm 1994 giáp tuất xấu. Nữ sinh năm 2001 tân tỵ, cái hôm ấy tuổi nam sinh năm 1991 tân mùi này, giáp về thiên can này, tân với tân không xung không phá này, ngũ hành của nam sinh này, thổ sinh kim này, chồng sinh vợ này, ngũ hành tương sinh này, địa chi của nam sinh là cung tỵ với mùi này, không xung không phá này, phi cung bát chạy của nam sinh là cung ngũ quỷ này, phi cung bát tự nữ tài của nam sinh là cung sinh khí này. Hai tuổi này cũng đại hung này, đến với nhau cũng gia đình ly tán này, làm ăn phá sản này, thất bại này, con gia đạo bất hòa này, con cái ốm đau này, và nhiều trở ngại nữa, công việc thì gặp trục trặc này, đầu tư thì hay thất bại nhiều này, xấu đấy. Nữ sinh năm 2001 tân tỵ, cái hôm tuổi nam sinh năm 1991 tân mùi xấu. Nữ sinh năm 2001 tân tỵ, cái hôm tuổi nam sinh năm 1990 canh ngọ. Xét về thiên can này, canh với tân, tân với canh không xung không phá đấy, ngũ hành của nam sinh này, thổ sinh kim này, chồng sinh vợ này, địa chi của nam sinh này, tỵ với ngọ không xung không phá này, phi cung bát trận của nam sinh là cung tuyệt thể này, phi cung bát tự đối tài của nam sinh thì cung phụng vị này. Hai tuổi này đến với nhau cũng kém một chút này, dễ là làm ăn thất bại này, chặn đa đạo gặp nhiều trục trặc bất hòa này, con cái thì hay ốm đau này, nói chung là cũng kém một chút chứ mà không đến mức nguy hiểm nhiều đấy. Nữ sinh năm 2001 tân tỵ, kêu hôm tuổi nam sinh năm 1990 canh ngọ xấu. Nữ sinh năm 2001 tân tỵ, kêu hôm tuổi nam sinh năm 2002 nhâm ngọ. Xét về thiên can này, tân minh nhâm không xung không phá này, ngũ hành của nam sinh này, kim khắc mộng này, vợ khắc chồng này, ngũ hành khắc này, địa chi của nam sinh này, tỵ với ngọ không xung không phá này, phi cung bát chạy của nam sinh là cung phụng vị này, phi cung bát tự đối tài của nam sinh là cung du hồn này. Hai tuổi này đến với nhau thì cũng hơi kém một chút này, cũng làm ăn dễ khó khăn và chật vật nhiều này, gia đạo thì hay bất hòa một chút này, không đến nỗi nào quá xấu đấy, nhưng mà cũng phần kém một chút. Nên là nữ sinh năm 2001 tân tỵ, cái hôm ấy tuổi nam sinh năm 2002 nhâm ngọ xấu. Nữ sinh năm 2001 tân tỵ, cái hôm ấy tuổi nam sinh năm 2003 quý mùi. Xét về thiên can này, tân với quý không xung không phá này, ngũ hành của nam sinh này, kim khắc mộng này, vợ khắc chồng này, ngũ hành khắc này, địa chi của nam sinh này, tỵ với mùi không xung không phá này, phi cung bát trận của nam sinh là cung sinh khí này, phi cung bát tự đỡ tài của nam sinh là cung tuyệt bệnh này. Hai tuổi này cũng đại hung này, đến với nhau cũng dễ sinh ly tử biện này, gia đình ly tán này, làm ăn phá sản này, con cái ốm đau này, gia đạo bất hòa này, công việc thì gặp nhiều trục trặc này, kinh tế thì đầu tư thì thất bại nhiều này, xấu đây. Nữ sinh năm 2001 tân tỵ, kêu mấy tuổi nam sinh năm 2003 quý mùi xấu. Nữ sinh năm 2001 tân tỵ, cái hôm ấy tuổi nam sinh năm 2005 ất dậu. Xét về thiên can này, tân mỹ ất phá nhau này, thiên can phá này, ngũ hành của nam sinh này, kim sinh thủy đây, vợ sinh chồng này, ngũ hành tương sinh này, địa chi của nam sinh là tỵ dậu sửu được tam hợp địa chi tuổi này, địa chi được tam hợp tuổi đây, phi cung bát trận của nam sinh là cung du hồn này, phi cung bát tự nữ tài của nam sinh là cung ngũ quỷ này. Hai tuổi này cũng xấu và đại hung này, đến với nhau cũng gia đình ly tán này, làm ăn phá sản này, con cái ốm đau này, gia đạo bất hòa này, đầu tư kinh tế thì dễ thất bại này, công việc thì gặp nhiều trục trặc này, kém này. Nữ sinh năm 2001 tân tỵ, cái hôm ấy tuổi nam sinh năm 2005 ất dậu xấu. Nữ 2001 tân tỵ, cái hôm ấy tuổi nam sinh năm 2006 bính tuất này xấu. Xét về thiên can này, bính mê tân hợp này, thiên can hợp này, ngũ hành của nam sinh này, thổ sinh kim này, ngũ hành tương sinh này, địa chi của nam sinh này, tuất tỵ với tuất không xung không phá này,
Phi cung bát chẳng của nam sinh là cung tiện mệnh này. Phi cung bát tự đối tài của nam sinh là cung thiên y này. Thiên y chế tuyệt mệnh mà chế không được bao nhiêu đâu, thì vẫn xấu nhé. Hai tuổi này đến với nhau dễ đại đại hung này, đến với nhau dễ sinh ly tử biệt này, gia đình ly tán này, làm ăn phá sản này, con cái ốm đau bệnh tật nhiều này, đạo đạo thì bất hòa này, công việc thì gặp nhiều trở ngại này, đầu tư thì hay thất bại kém này. Lữ sinh năm 2001 Tân Tỵ, kết hôn với tuổi Lam sinh năm 2006 Bính Tuất xấu. Lữ sinh năm 2001 Tân Tỵ, kết hôn với tuổi Lam sinh năm 2008 Mậu Tý này. Xét về thiên can này, Tân Tỵ Mậu không thông không phá này. Ngũ hành của năm sinh này, hỏa khắc kim này. Ngũ hành khắc này, chồng khắc vợ này. Địa chi của năm sinh này, Tỵ Vi Tý không thông không phá này. Phi cung bát chạy của năm sinh là cung tuyển thể này. Phi cung bát tự đối tài của năm sinh là cung phụng vị này. Hai tuổi này đến với nhau thì làm ăn hơi chật vật một chút này, gia đạo có chút bất hòa này, không được hòa thuận này, công việc thì hay gặp trục trặc một chút thôi, cũng không đến nỗi là quá nguy hiểm nên vẫn xấu nhé. Lữ sinh năm 2001 Tân Tỵ, kết hôn với tuổi Lam sinh năm 2008 Mậu Tý xấu. Nữ sinh năm 2001 Tân Tỵ, kết hôn với tuổi Lam sinh năm 2009 Kỷ Sửu. Xét về thiên can này, Tân Tỵ Kỷ không xung không phá này. Ngũ hành của năm sinh này, hỏa khắc kim này, chồng khắc vợ này, ngũ hành khắc này. Địa chi của năm sinh này, Tỵ Vi Sửu được tam hợp địa chi tuổi này, địa chi được tam hợp tuổi này. Phi cung bát chạy của năm sinh là cung ngũ quỷ đây. Phi cung bát tự đỡ tài của năm sinh là cung sinh khí đây. Hai tuổi này đến với nhau cũng đại hung này, dễ gia đình ly tán này, làm ăn phá sản này, con cái ốm đau này, ta đạo bất hòa này, công việc thì gặp nhiều khó khăn trở ngại này, đầu tư kinh tế hay bị thất bại, gặp trục trặc này kém này. Nữ sinh năm 2001 Tân Tỵ, kết hôn với tuổi Lam sinh năm 2009 Kỷ Sửu xấu. Vừa rồi mình đã chia sẻ là tuổi nữ sinh năm 2001 Tân Tỵ, kết hôn với khắc tuổi Lam sau dễ sinh ly tiểu biệt này, gia đình ly tán này, làm ăn phá sản thất bại này, con cái ốm đau này, gia đạo bất hòa, nói chung là nhiều yếu tố đó. Nhưng mà các bạn nên lưu ý khi đã dính là ngũ quỷ hay là tuyệt mệnh, bất cả bên cung bát chạy hay bên bát tự nó đều xấu cả nhé, nó sẽ không được thuận đâu đâu, điều gì nó cũng sẽ xảy ra việc. Nên là khi tìm hiểu đến tiến đến hôn nhân, các bạn nên xem kỹ tuổi, có thể tránh được thì nên tránh. Video mình chia sẻ kiến thức đến đây kết thúc. Các bạn thấy hay thì đăng ký và like cho kênh. Hẹn gặp các bạn vào những video sau. Xin chào.